các vấn đề chính, bao gồm tái cơ cấu chăn nuôi theo đối tượng vật nuôi, theo phương thức sản xuất chăn nuôi, đổi mới hệ thống. Thưa quý vị và con, trong chiến lược tái cơ cấu ngành chăn nuôi thì giống được coi là khâu then chốt mở đầu cho cả quá trình. Trong đó việc ứng dụng cái phương pháp thụ tinh nhân tạo thì là tiền đề để nâng cao chất lượng giống vật nuôi. Và trong chương trình Bạn Nhân Nông ngày hôm nay thì kỹ sư Trần Văn Luận của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh sẽ tư vấn giúp cho bà con nông dân hiểu rõ hơn về cái hiệu quả của phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi bò. Vâng, xin chào kỹ sư ạ. Vâng, chào chị. Vâng, hiện nay thì trong chăn nuôi bò thì cái công tác thụ tinh nhân tạo đã và đang mang lại những hiệu quả nhất định. Vậy kỹ sư có thể tư vấn nói rõ hơn cho bà con nông dân về hiệu quả của cái công tác này được không ạ? Vâng, thưa chị cùng bà con chăn nuôi, thì khi mà thực hiện cái phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn châu bò thì có một số cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là giúp cho địa phương là ít phải nuôi bò được giống. Yeah. Vì khi mà thực hiện cái phương pháp thụ tinh nhân tạo này thì một con bò được giống mà mỗi một lần khai thác tinh có thể pha chế và sản xuất được khoảng 100 đến 150 cọng tinh và phối giống cho đàn bò cái tương tự. Đấy. Hai nữa là áp dụng cái phương pháp thụ tinh nhân tạo này sẽ đem những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Đấy, đặc biệt là đưa những con giống đực có chất lượng để cải tạo cái đàn bò địa phương. Bên cạnh đó thì áp dụng cái phương pháp thụ tinh nhân tạo này thì sẽ tránh được cái hiện tượng mà lây bệnh truyền nhiễm từ con bò đực giống sang con bò cái hoặc là từ con bò cái sang bò đực. Thực hiện cái phương pháp thụ tinh nhân tạo này thì sẽ đã khắc phục được cái hiện tượng là chênh lệch về thể vóc của con bò đực và con bò cái. Thụ tinh nhân tạo thì có thể cất giữ được tinh trong vòng 30 năm và sẽ khắc phục được cái điều kiện về cái địa lý. Đặc biệt nữa là khi mà thực hiện cái phương pháp thụ tinh nhân tạo thì sẽ giúp cho nhà nước quản lý được giống và thống nhất được cái bộ giống tốt hơn. Vâng, thưa kỹ sư, đối với bất kỳ một phương pháp nào thì bên cạnh những cái ưu điểm thì cũng sẽ tồn tại những mặt hạn chế đúng không ạ? Vâng, với những cái rất nhiều ưu điểm như thế thì bên cạnh đó thì đối với phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi châu bò thì có những cái hạn chế nào không ạ? Bên cạnh những cái ưu điểm trong cái phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn châu bò thì vẫn còn một số cái hạn chế. Thứ nhất là người thực hiện cái công tác thụ tinh nhân tạo này đòi hỏi phải có tay nghề, có trình độ, phải thạo việc. Cái hạn chế thứ hai là bà con nông dân cần phát hiện chính xác cái thời điểm đầu tiên mà trong giai đoạn bò động dục để có sự thông báo liên hệ với người làm công tác thụ tinh nhân tạo cho bò. Và nếu khắc phục được cái hạn chế này thì sẽ đảm bảo được cái tỷ lệ thụ thai cho đàn bò. Thưa quý vị và bà con, trong thời gian vừa qua thì chương trình Bạn Nhà Nông cũng đã nhận được một số thư của khán giả gửi về chương trình với mong muốn là chương trình sẽ tư vấn về cái phương pháp thụ tinh nhân tạo cho chăn nuôi châu bò để đạt hiệu quả cao hơn trong chăn nuôi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì kỹ sư có thể cùng chúng tôi đến một cái hộ chăn nuôi châu bò để có thể là giải đáp những cái thắc mắc của gia đình được không ạ? Vâng, tôi sẵn sàng. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến thăm một gia đình thế ạ. Chào bác ạ. Chào bác. Chào chị. Vâng, thưa bác, được biết là gia đình nhà bác đang có mong muốn được tìm hiểu về cái phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn bò phải không ạ? Vâng, hôm nay thì chương trình Bạn Nhà Nông đến thăm gia đình để chia sẻ với bác về cái phương pháp này ạ. Vâng, trước hết là xin hỏi bác là hiện nay thì gia đình nhà mình đang chăn nuôi với đàn bò với số lượng là bao nhiêu con ạ? Gia đình này chăn nuôi là bây giờ tổng số là 12 con, 7 con mẹ và 5 con bê. Thì trước đây cái công việc phối giống với đàn bò thì được gia đình tiến hành như thế nào ạ? Chúng tôi thì chủ yếu là dắt đi cho phối trực tiếp để lấy ra bê. Khi phối giống trực tiếp như thế thì bác thấy cái chất lượng của đàn bê con thì có được như mong muốn không ạ? Lắm lúc là chúng tôi đi lấy giống thì nó vào con đực đẹp thì là ra bê đẹp, mà không may vào cái con nó xấu đấy, thì nó kém về số lượng của con bê nó không được đẹp.
Vâng thưa bác ạ, hôm nay thì chương trình Bạn Nhà Nông cũng mời đây là kỹ sư Trần Văn Luận của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đến để giải đáp những thắc mắc của gia đình nhà bác về cái phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn bò. Bác có câu hỏi nào muốn dành cho kỹ sư, bác có thể hỏi trực tiếp kỹ sư ạ. Tôi có một câu hỏi xin hỏi kỹ sư. Khi bò tôi mà đang chờ để chuẩn bị một phối giống thì cách chăm sóc kiểu gì cho nó hậu quả hay cái thì cho gia đình biết. Vâng thưa bác, thì đối với đàn bò cái tơ trong giai đoạn hậu bị thì thường nuôi đến 12 đến 14 tháng đối với bò cỏ và từ 16 tháng trở lên đối với bò lai dê bu thì có biểu hiện động dục. Thì khi bò có biểu hiện động dục thì tốt nhất là bác nên bỏ qua 1 đến 2 nước đầu tiên, sau đó với cho bò cái phối giống. Và bác cho bò cái phối giống khi mà đạt cái trọng lượng khoảng 70% trọng lượng trưởng thành. Ví dụ con bò cái lai dê bu là trưởng thành khoảng độ 3 tạ thì khoảng 2 tạ trở lên là bác cho phối. Có như vậy thì bò cái của bác sau này sẽ đảm bảo và sẽ sử dụng được thời gian lâu dài hơn. Kỹ sư tôi hỏi thêm câu là nếu nuôi bò đẻ thì cần những cái chế độ gì để cho bò sinh sản tốt và chế độ ăn uống ra sao? Thưa bác cùng bà con chăn nuôi, đối với đàn bò cái trong giai đoạn chờ phối thì cái khẩu phần ăn rất là quan trọng. Vì trâu bò là loài động vật ăn cỏ, khẩu phần ăn chính là thức ăn thô xanh. Vậy bác cần đảm bảo cái thức ăn thô xanh bằng 10% cho trọng lượng cơ thể. Ví dụ con bò nặng khoảng độ 3 tạ thì bác cần bổ sung khoảng từ 30 đến 35 kg thức ăn thô xanh. Và nếu như có điều kiện bác ủ chua thì kết hợp với khoảng 2 đến 5 kg thức ăn ủ chua và rơm, và đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh như thể cám ngô cám gạo với cái lượng khoảng độ từ 1 đến 1,5 cân trên con trên ngày. Và đồng thời bác bổ sung thêm cái lượng khoáng cho đàn châu bò để phòng một số bệnh thiếu khoáng trên đàn bò sinh sản. Vâng thưa bác, vậy đúng là cái chế độ dinh dưỡng, cái khẩu phần ăn cho đàn bò rất là quan trọng trong cái việc tăng cường cái sức khỏe cho đàn châu bò đúng không ạ? Và đặc biệt là đối với bò cái trong cái giai đoạn chờ sinh sản. Hy vọng rằng với những cái tư vấn vừa rồi của kỹ sư thì gia đình sẽ bổ sung cho đàn gia súc nhà mình đầy đủ chất dinh dưỡng để cho đàn bò sẽ ngày càng khỏe mạnh và đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi. Phát hiện bò cái động dục và xác định thời điểm phối giống thích hợp rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ phối chửa, khoảng cách lứa đẻ và năng suất sinh sản. Để phát hiện bò cái động dục chính xác và hiệu quả, cần có sổ sách ghi chép các số liệu sinh sản như tuổi, lứa đẻ, ngày đẻ, khối lượng bê sơ sinh, thời gian nuôi con. Chú ý từ giai đoạn sau khi đẻ 3 tháng trở đi, phải theo dõi hàng ngày các dấu hiệu động dục của bò cái. Để nâng cao tỷ lệ thụ thai, chúng ta cần chú ý phát hiện thời điểm bò bắt đầu động dục. Khi bò động dục là lấy giống giai đoạn nào là phù hợp, thích hợp nhất? Vâng thưa bác cùng bà con chăn nuôi, thì khi mà bò có biểu hiện động dục thì thường kéo dài trong 36 tiếng và chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn trước chịu đực, tức là cái giai đoạn này thì bò có biểu hiện thế này, là bò kêu giống về sáng sớm và ban đêm, ưa ngáp, bỏ ăn, tách đàn, có những con phá chuồng. Đây là giai đoạn trước chịu đực. Giai đoạn này kéo dài từ 6 đến 10 tiếng và giai đoạn thì không nên phối giống cho bò cái. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn chịu đực. Đây là cái giai đoạn mà bò cái mới ỉ và là thời điểm phối giống tốt nhất. Giai đoạn này thường kéo dài từ 10 đến 24 tiếng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn sau chịu đực. Giai đoạn này là kéo dài từ 24 đến 36 tiếng, là giai đoạn cuối của giai đoạn chịu đực. Giai đoạn này thì có biểu hiện là bò bó ăn hoãn ít và không cho con khác chồm lên và không nên phối ở giai đoạn này. Để công việc thụ tinh nhân tạo diễn ra thuận lợi, mang lại hiệu quả cao nhất, bà con cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư cần thiết. Sau khi chuẩn bị xong, bà con Vâng, bây giờ kỹ sư có thể giới thiệu cho bà con nông dân xem là để chuẩn bị cho cái công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn gia súc, cụ thể là đàn châu bò đấy, thì cần chuẩn bị những cái vật tư như thế nào ạ? Vâng, thưa chị cùng bà con, để thực hiện công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn châu bò thì cần một số cái dụng cụ chuyên dùng sau. Thứ nhất, đó là cái bình nitơ để bảo quản tinh ở trong đây. Cái thứ hai, đó là cái súng bắn tinh và một số dụng cụ đi kèm. Đó là cái ống ghen để bao cái súng bắn tinh ở bên
ngoài. Và ba nữa đó là cái thủy kế để đo cái nhiệt độ nước để đảm bảo để giải đông cộng tinh. Để đảm bảo vệ sinh thì điều quan trọng là phải có găng tay để đi thụ tinh một cách hiệu quả nhất. Vâng. Vâng, vừa rồi thì kỹ sư vừa giới thiệu cho bà con nông dân là các dụng cụ để có thể tiến hành thao tác thụ tinh nhân tạo. Vậy bây giờ thì kỹ sư có thể chia sẻ rõ hơn về cái quy trình để có thể tiến hành cái công tác này được không ạ? Để thực hiện cái công tác thụ tinh nhân tạo cho châu bò thì những người mà thực hiện công tác thụ tinh thì cần làm một số những bước sau. Vâng, thưa chị cùng bà con nông dân. Thứ nhất là mở bình chứa nitơ và lấy cọng tinh ở trong bình chứa nitơ ra và thả nhanh ngay vào cái cốc giải đông. Cốc giải đông này thì đã được đo ở cái thủy kế là 37 độ C và giải đông trong vòng 30 giây. Cái việc sau khi mà cọng tinh đã lắp được vào súng bắn tinh này thì phối giống càng sớm càng tốt và không để quá 15 phút. Có như vậy thì cái chất lượng tinh sẽ đảm bảo. Thì với kỹ sư là tôi có hỏi thêm một câu là nếu bò phối là được bao nhiêu thời gian là đã ổn định để đậu để cho gia đình biết để theo dõi. Thưa bác, thì sau khi mà bò cái phối giống thì bác cần ghi vào sổ sách và theo dõi. Thì sau 18 đến 21 ngày, trung bình là 20 ngày, nếu như bò cái không có biểu hiện động dục trở lại thì khả năng bò đã có trưởng và thời gian bò mang thai là trung bình từ 280 đến 285 ngày. Và bác có cái hạch để đỡ đẻ cho đàn châu bò. Vâng, và có lẽ là sau cái buổi tư vấn ngày hôm nay thì bác cũng sẽ áp dụng cái phương pháp thụ tinh nhân tạo cho cái đàn châu bò gia đình mình đúng không ạ? Để có thể mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong chăn nuôi ạ. Vâng, và thay mặt những người làm chương trình thì cũng xin chúc cho mô hình chăn nuôi của gia đình nhà bác cũng sẽ ngày một phát triển bền vững ạ. Vâng, thưa quý vị và bà con, hy vọng rằng là với những kiến thức mà kỹ sư vừa chia sẻ tư vấn thì sẽ giúp quý vị bà con hiểu rõ hơn về cái hiệu quả của phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi châu bò. Một lần nữa thì xin cảm ơn kỹ sư và xin cảm ơn bác và gia đình đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Sau đây những thông tin về thời tiết nông vụ sẽ khép lại chuyên mục Bạn Nhân Nông hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, nhiệt độ trong những ngày tới dao động từ 18 đến 23 độ C, độ ẩm trên 80%. Ban đêm có mưa nhỏ, trời trở rét về đêm. Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ tăng trưởng và phát triển. Một dây chuyền công nghệ tiên tiến bậc nhất tạo ra sản phẩm phân bón đầy đủ các chất dinh dưỡng, có khả năng cải tạo đất giúp cây trồng chống đổ ngã, kháng sâu bệnh. Lân Ninh Bình, NPK Ninh Bình, cây ro đủ mùa.